Kính thưa quý vị, chúc mừng năm mới. Amy đài VAE Live Media xin chân thành kính lời chúc đầu năm đến tất cả quý vị khán giả online cũng như quý vị khán giả phát thanh của VAE Live Media. Thưa quý vị, đầu xuân, Amy xin thay mặt cho tất cả mọi thành viên trong đại gia đình đài phát thanh VAE Live Media xin trân trọng kính lời chúc đến tất cả quý vị ở khắp mọi nơi được một năm Kỷ Hợi 2019 vạn sự như ý và tấn tài tấn lộc tấn bình an. Thưa quý vị, VAE Live Media xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đến với các chương trình của VAE Live trong thời gian qua, và cũng như là quý vị đã đồng hành và khích lệ cho các thành viên, các tiếng nói gương mặt của VAE Live Media. Chương trình của VAE Live Media xin được gửi đến quý vị qua các phương tiện nghe đài mới. Và thưa quý vị, xin mời quý vị đến với các chương trình của VAE Live Media qua các phương tiện nghe và xem trực tiếp cùng với VAE Live. Mời quý vị download app miễn phí trên Android và Apple Phone. Quý vị vào app tìm VAE Live Media với logo trên app của app free của VAE Live Media. Và bên cạnh đó, xin kính mời quý vị đón nghe, đón xem, đón đọc các chương trình, tài liệu, thông báo và thông tin thương mại trên website của VAE Live www.vaelivemedia.com và app free VAE Live Media. Bên cạnh đó, các chương trình cũng phổ biến trên Facebook, YouTube của VAE Live. Và quý vị có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp qua số điện thoại tại Hoa Kỳ 351-999-5129, 351-999-5129. Mọi thông tin liên lạc cũng như góp ý cho chương trình của VAE Live Media, xin mời quý vị email cho địa chỉ info@vaelivemedia.com. VAE Live Media xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị ở khắp mọi nơi một lần nữa. Cảm ơn các cơ quan truyền thông báo chí đồng nghiệp cũng như là các cộng đồng ở vùng phụ cận ở đây. Và xin mời quý vị đến với VAE Live. Một lần nữa, xin thân ái kính chúc tất cả quý vị sẽ có một năm xuân Kỷ Hợi, một năm Kỷ Hợi được vạn sự như ý. Xin kính chào tất cả quý vị.